thuốc, cái thuốc mà inclisiran tiêm, thì có lẽ là trong các cái báo cáo sắp tới chắc là thầy Cường và các thầy cô khác cũng sẽ đề cập đến các vấn đề này. Rồi các vấn đề liên quan đến tiểu đường, liên quan đến chống đông, rồi chế độ ăn, rồi béo phì, rồi vận động, rồi thuốc lá, đây là những cái yếu tố mà chúng ta đã được biết rõ. Rồi xin cảm ơn và xin được giới thiệu tiếp theo là thầy Tạ Mạnh Cường, phó giám đốc của Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Thầy Cường cũng là một người mà gắn bó với cái ngành cấp cứu tim mạch rất lâu năm rồi. Đấy, vừa là phó giám đốc lại kiêm trưởng cái đơn vị hồi sức cấp cứu của tim mạch, Viện Tim Mạch Quốc gia, cũng là người mà tham gia giảng dạy, tham gia nghiên cứu, tham gia đào tạo và tham gia rất nhiều các cái chương trình lớn của tim mạch. Xin mời thầy Cường báo cáo cái chuyên đề đầu tiên, đấy là xử trí đột quỵ thiếu máu não cấp ở bệnh nhân lóc tách động mạch chủ Stanford A. Đây là một cái chuyên đề hết sức là phức tạp và cũng rất là thú vị. Xin mời thầy Cường. Vâng, cảm ơn lời giới thiệu của thầy Chi. Và phải nói là hôm nay được ngồi dự ở đây với các bác sĩ, với các bạn đồng nghiệp, tôi rất vui về phải báo cáo với thầy Chi, với thầy trong chủ tọa đoàn và các đại biểu là các báo cáo vừa rồi của trung tâm đột quỵ phải nói là rất cập nhật với lại các khuyến cáo của các hội trên thế giới. Tôi cũng rất là mừng, ngay cả kiến thức tim mạch các anh em cũng nắm rất là vững. Và xin chúc mừng các báo cáo viên và cũng là cảm ơn, cũng làm thuận lợi cho rất nhiều cho những cái báo cáo của tôi. Thực ra báo cáo của tôi thì báo cáo các bạn đồng nghiệp thì nói về một những cái tình huống mà nó khá khó để mà có thể là mình quyết định, và các khuyến cáo thì nó cũng chưa có. Hôm nay cũng tôi cũng đặt vấn đề ra đây để cùng tất cả các bạn đồng nghiệp làm đột quỵ thì chúng ta có thể có những cái bàn luận, thảo luận và đi tới những cái đồng thuận thì rất là tốt. Xin cảm ơn. Vâng, trường hợp về lóc tách động mạch chủ tuyếp 3 thì thường thì tất cả các bạn đồng nghiệp làm cấp cứu thì cũng nắm được, đó là cái tỷ lệ tử vong thì khá cao. Và các yếu tố nguy cơ thường là tăng huyết áp, thừa cân, béo phì và hút thuốc lá, hoặc là các bệnh hệ thống là môi liên kết. Tổn thương thì là đoạn lên của động mạch chủ và chỉ định của nó là phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên nó cũng có thể là nguyên nhân gây thiếu máu não, đột quỵ não cấp tính. Và có thể là nguyên nhân gây đột quỵ thiếu máu não cấp tính. Và nó nguy hiểm cái là khi mà bệnh nhân có biểu hiện bằng cơn đột quỵ thiếu máu não thì nếu như mà điều trị bằng các thuốc tiêu sợi huyết hoặc các thuốc chống đông, chống kết tập tiểu cầu có thể làm gây nguy hiểm cho người bệnh. Đặc điểm lâm sàng của thể bệnh này thì các triệu chứng thần kinh thì có thể xuất hiện ở mức độ là khoảng 17 từ 20 đến 40% các bệnh nhân và có lóc tách động mạch chủ tuyếp A. Đấy. Và thường gặp nhất thì người ta thấy rằng là có đến 1/3 trong số đó thì biểu hiện bằng đột quỵ thiếu máu não cục bộ, đặc biệt là bên bán cầu não phải, tới gần 70% bệnh nhân, và một số trường hợp là đột quỵ cả hai bên, thiếu máu não cả hai bên. Và sự phổ biến của đột quỵ bán cầu não phải có liên quan đến khoảng cách lớn giữa trục động mạch cảnh phải và gốc động mạch chủ, làm tăng tính dễ bị tổn thương của gốc động mạch cảnh. Về mặt sinh lý bệnh học thì có hai cơ chế gây bệnh. Thứ nhất là lóc tách động mạch chủ thì có thể chặn cái dòng máu qua các nhánh động mạch cảnh, động mạch cánh tay đầu, hoặc là lóc tách lan đến thành các nhánh mạch này, hoặc ít gặp hơn đó là các tình trạng mà huyết khối bám thành động mạch có thể gây tắc lòng mạch nếu lan đến lòng thật. Chúng tôi có ca lâm sàng, ca này chắc thầy Chi cũng biết. Đó là trường hợp bệnh nhân nam 34 tuổi vào viện
vì yếu nửa người phải. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2023 vừa rồi, tiền sử thì bệnh nhân có viêm cầu thận mạn và có tăng huyết áp, nhưng kiểm soát huyết áp thì không tốt. Về mặt lâm sàng thì lúc đầu vào thì điểm Glasgow đánh giá là 15 điểm, không có biểu hiện gì ngoài cái tình trạng là có dấu hiệu thần kinh khu trú và số huyết áp thì rất là cao, 200. Về mặt điện tâm đồ cũng không thấy biểu hiện gì đặc biệt. Sau khi chụp MRI não, mạch não thì người ta thấy là hình ảnh nhồi máu não cấp thủy chán thái dương ở bên trái. Có thể giúp mình cho cái video chạy không? Trên hình ảnh này thì cái hình ảnh nó không rõ lắm, mà nó đọc kỹ, các bạn chẩn đoán hình ảnh đọc kỹ thì rõ hơn. Vâng, về xét nghiệm máu thì có một cái tình trạng suy thận nhẹ, không có gì đặc biệt lắm. Ngoài cái có cái tình trạng là triglyceride LDL vẫn cao hơn một chút, troponin bình thường, các thông số bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Và đã được kiểm soát huyết áp, tức là hạ huyết áp bằng các thuốc huyết áp làm chậm nhịp tim, statin. Và sau khi mà được chẩn đoán thì bệnh nhân được dùng thuốc kháng tiểu cầu kép, có các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh. Và các bác sĩ có đi làm bệnh nhân này làm siêu âm Doppler tim. Siêu âm Doppler tim thì nghi ngờ có cái dấu hiệu của lóc tách động mạch chủ stem Fox B, hai lá van hai lá thì hở nhiều, thành thất trái thì dày. Và khi mà có gợi ý đến dấu hiệu lóc tách động mạch chủ thì chúng tôi lập tức thì chúng tôi phải xem xét ngay để cái vấn đề nó như thế nào. Đây cái hình ảnh mà lóc tách của động mạch chủ mà phát hiện trên siêu âm, hình ảnh này không đặc hiệu lắm. Và đặc biệt là siêu âm mạch cảnh thì có cái dấu hiệu khá bất thường, đấy là đường kính lòng có cái hình ảnh lóc tách nội mạc mạch cảnh gốc bên trái, đường kính lòng thật với lòng giả là tương đương, lòng giả lớn hơn lòng thật, động mạch cảnh trong cảnh ngoài phổ như lòng tĩnh mạch. Như vậy thì rõ ràng là có dấu hiệu bất thường về động mạch cảnh. Thế sau đó thì chúng tôi cho làm MST động mạch chủ và mạch não lại một lần nữa, mạch chủ lại cũng như mạch não lại, thì có hình ảnh lóc tách động mạch chủ ngực ngay từ sau van của động mạch chủ khoảng 30 mm. Đấy, và lan tới động mạch chủ bụng. Thì đây là hình ảnh mà chúng tôi thấy có cái dấu hiệu của lóc tách động mạch chủ. Mà bạn cho chạy cái video một chút. Và chúng ta có thấy có những cái vết nội mạc ngăn giữa lòng giả và lòng thật trên động mạch chủ. Và sau thời gian 48 giờ thì chẩn đoán của bệnh nhân là phình tách động mạch chủ stent Fox A có lan vào động mạch dưới đòn trái, gây bí tắc động mạch cảnh trung bên trái và làm đột quỵ thiếu máu não cấp tính, thủy chán thái dương bên trái ở một bệnh nhân có bệnh nền là tăng huyết áp, viêm cầu thận mạn. Trong quá trình theo dõi thì sau khi mà được dùng thuốc thì huyết áp của bệnh nhân ở mức độ chấp nhận được, phổi thông khí được, vẫn còn có dấu hiệu thần kinh khu trú và điểm Glasgow không tụt xuống. Thì lúc này thì phải báo cáo với thầy Chi, cái bệnh nhân này là thầy gửi sang. Câu hỏi khó nhất là bây giờ có phẫu thuật cái động mạch chủ hay không?
Nhiều anh em thì phải nói với thầy là ngại làm. Nhưng mà căn cứ vào cái điểm Glasgow không quá thấp. Cái hình ảnh là nó như là chèn ép nhiều. Thế vẫn quyết định là động viên anh em là phẫu thuật. Phẫu thuật bởi vì là bệnh nhân có thể tử vong về cái tách động mạch chủ ấy, nhưng chưa chắc đã bị tử vong là bởi vì do đột quỵ. Nhưng mà cũng anh em cũng nói rằng là đột quỵ như vậy thì sau khi mổ thì nó như thế nào, thì liệu rằng là có bệnh nhân cái ổ nhồi máu nó có lan rộng ra không, thì cũng phải động viên anh em cứ làm. Nó cũng rất là may là trong trường hợp này là người nhà, gia đình rất hợp tác, bệnh nhân cũng rất hợp tác. Thì bệnh nhân đã được mổ, đây là cái hình ảnh mà mở ra thì cái cung đục động mạch chủ nó rất là phồng rất là to. Đấy. Đường kính động mạch chủ lên đã là 35mm rồi, thành cái tím, rất là tím, căng máu. Và anh em đã bộc lộ động mạch cảnh trung bên trái thì không có tưới máu lên, dòng phụt ngược thì tốt, tưới máu não, sau đó anh em tưới máu não chọn lọc và kẹp động mạch chủ, mở van động mạch chủ. Động mạch chủ bởi vì có 3 lá van thanh mảnh thì thử kín, rất là may là không phải thay. Cái dấu hiệu của rách hết cái chu vi của động mạch chủ ngay trên mép van khoảng nửa phân. Và cái bệnh nhân này thì sau đó thì làm tiếp cái thủ thuật nữa là bắc cầu cái động mạch chủ lên, động mạch cảnh ở trong trái và đóng màng tim đóng ra. Sau đó thì khoảng 2 tuần thì bệnh nhân tỉnh và xuất viện được. Cho đến bây giờ thì tình trạng cũng khá tốt. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng tôi thấy rằng là cái lóc tách động mạch chủ cấp tính của bệnh nhân thì có biểu hiện khá kín đáo. Bệnh nhân này không rõ là có đau ngực. Tuy nhiên có một con số là con số một cái bất thường là mặc dù là đột quỵ thiếu máu não nhưng mà con số huyết áp thì lại rất cao. Đấy là một cái bất thường, dấu hiệu duy nhất bất thường. Và hai nữa là cái dấu hiệu thần kinh khu trú này không quá nặng. Hai cái không giống như những cái bệnh nhân đột quỵ thông thường. Và một trong những cái quan trọng nhất là người thầy thuốc lâm sàng chúng ta hay nghi ngờ lóc tách động mạch chủ là cái dấu hiệu đau ngực của bệnh nhân. Nó không đau, không giống như bệnh mạch vành. Nó đau, nó ra ở sau lưng, nó cảm giác nó đau khác và là khiến người thầy thuốc nghĩ đến là lóc tách động mạch chủ. Tuy nhiên rằng ngay cả những bệnh nhân lóc tách động mạch chủ thì có 5 đến 15% là không đau. Đấy. 1/3 bệnh nhân lóc tách động mạch chủ tuyếp A thì cộng mà có kèm theo đột quỵ qua thống kê của các tác giả thì không thấy đau. Người ta cho rằng là tại sao bệnh nhân không đau được? Bởi vì là có thể là ý thức của bệnh nhân cũng không được tỉnh táo. Thứ hai là cộng vào với nói khó, không diễn đạt được cái đau của mình. Và về mặt kinh điển mình vẫn nói là đây là những cái trường hợp khó mà tỷ lệ tử vong thì cao. Các thăm dò cận lâm sàng thì thường đặt ra đối với những bệnh nhân mà có nghi ngờ lóc tách động mạch chủ là có các yếu tố nguy cơ tim mạch, huyết áp rất cao lúc nhập viện hoặc trước khi nhập viện và đột quỵ nhồi máu não. Như vậy thì thông thường thì trong lâm sàng thì anh em nghĩ là huyết áp rất cao thì thường là phải là đột quỵ xuất huyết não. Nhưng mà trong trường hợp mà này thì nó lại là đột quỵ nhồi máu não. Đấy. Và đặc biệt khi mà có những cái dấu hiệu nghi ngờ nếu như mà anh em nghe tim có tiếng thổi của hở van động mạch chủ nữa hoặc là bắt mạch hai bên thì thấy một bên nảy mạnh, một bên nảy yếu, hoặc so với mạch đùi thì thấy mạch quay nhảy mạnh, mạch đùi nảy yếu, vân vân và vân vân, thì rất có khả năng là có hội chứng động mạch chủ đi kèm. Và lúc này siêu âm tim là một cái trong những cái phương pháp mà giúp ích rất nhiều. Chỉ cần nghi ngờ một chút thì cũng đã có những cái phương pháp bổ trợ cho siêu âm tim trong chẩn đoán là lóc tách động mạch chủ. Một trong những cái lâm sàng mà gợi ý nữa thì nó cũng rất là kinh điển. Đấy, anh em có thể là sử dụng như ví dụ như là chụp X quang tại giường thì thấy trung thất rộng hoặc siêu âm tim qua những thành ngực hoặc thực quản. Tuy nhiên là những cái này trong hoàn cảnh cấp cứu thì tùy theo từng người bệnh mà chúng ta áp dụng.
Về thái độ xử trí thì như thế nào, thì tất cả các y văn mà chúng tôi đã xem được ở đây trên này thì người ta nói rằng là đột quỵ không phải là chống chỉ định phẫu thuật của lóc tách động mạch chủ tuyến A. Và tuy nhiên nếu mà lóc tách động mạch chủ tuyến A thì lại chống chỉ định của thuốc tiêu sợi huyết và các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu trong đột quỵ cấp. Và nếu mà chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết ở những bệnh nhân lóc tách động mạch chủ tuyến A có biểu hiện đột quỵ thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến hơn 2/3 các trường hợp. Qua đó thì chúng tôi có một số cái nhận xét sau. Tức là chúng ta cần lưu ý căn nguyên đột quỵ và không bỏ qua phình tách động mạch chủ tuyến A, stent for nếu huyết áp bệnh nhân rất cao. Bên cạnh khám lâm sàng tỉ mỉ thì trong trường hợp nghi ngờ thì anh em cho nên cho làm siêu âm tim và phẫu thuật động mạch chủ lên. Phẫu thuật động mạch chủ thì nên được thực hiện sớm nếu còn chỉ định, và trên thực tế thì nếu không mổ thì chắc chắn là nó sẽ có biến chứng của động mạch chủ trước khi có những biến chứng của nhồi máu não. Vâng, xin cảm ơn các thầy, các cô, các bạn đồng nghiệp.